Xác định kinh tế tập thể là một thành phần quan trọng đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Những năm qua, tỉnh Vĩnh Long rất quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển cả về số lượng và chất lượng. 9 tháng năm 2024, các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thành lập mới các hợp tác xã, củng cố sắp xếp lại hoạt động và nâng cao chất lượng các hợp tác xã. Tính đến tháng 9 năm 2024, toàn tỉnh phát triển mới 9 hợp tác xã, đạt hơn 57% kế hoạch. Đến nay, tỉnh Vĩnh Long có 202 hợp tác xã, 3 liên hiệp hợp tác xã và 5 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động. Các hợp tác xã được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước, trong đó tập trung triển khai thủ tục đầu tư các dự án, công trình, kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho các hợp tác xã nông nghiệp, tổ chức các khóa tập huấn nâng cao nghiệp vụ, tuyên truyền luật hợp tác xã năm 2023, các văn bản hướng dẫn và các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Từ các hỗ trợ trên đã giúp các hợp tác xã có sự cải thiện về quy mô, tài chính, năng lực quản trị, điều hành của hội đồng quản trị, phát huy vai trò trong việc tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên và lao động tại địa phương.